Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là Minh của Điện Việt Nam. Và mình vừa đi làm về mọi người ạ. Thì mình thấy cái không khí đi chơi Trung Thu của mọi người khá là vui và náo nhiệt. Thì mình ở đây để thay mặt đội ngũ admin cũng như là đội ngũ quản lý trong Hội Điện Việt Nam. Xin chúc mọi người một buổi tối thứ bảy cuối tuần, một buổi tối Trung Thu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, thương yêu của mình. Và nếu mà mọi người yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì mọi người đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha. Kênh YouTube của Điện Việt Nam là kênh YouTube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Và anh em có câu hỏi gì hay có vấn đề gì liên quan đến chủ đề về điện cần hỗ trợ thì anh em có thể liên hệ với Điện Việt Nam theo số điện thoại 0966 056 984 nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người một buổi tối Trung Thu thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người.